Ngày 8 tháng 3 năm 2014, chiếc máy bay MH370 trong hành trình bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh với 239 người trên máy bay đã biến mất một cách bí ẩn. Đã gần 8 năm trôi qua, nhiều cuộc tìm kiếm quy mô đã được tiến hành, nhưng vẫn không hề có chút tung tích gì của chiếc máy bay cũng như những hành khách xấu số ngày hôm đó. Cho đến bây giờ, khi chính phủ của các nước đều đã tuyên bố chấm dứt cuộc tìm kiếm, thì một chuyên gia hàng không vũ trụ người Anh tên là Richard Godfrey lại bất ngờ tuyên bố rằng sau 9 tháng nghiên cứu, ông đã xác định được vị trí chính xác của chiếc máy bay mất tích MH370. Cụ thể, trong báo cáo mới này của ông Richard Godfrey đã nói rằng MH370 đã rơi xuống biển cách bán đảo Perth của Úc khoảng 1.933 km về phía Tây, ở tọa độ 33,177 độ Nam và 95,3 độ Đông. Máy bay được xác định đang nằm 4.000 m dưới đáy biển. Khu vực tìm kiếm mới được xác định bởi một vòng tròn có bán kính 40 hải lý, với tâm là vị trí rơi. Ông còn cho biết vị trí máy bay rơi nằm ở cao nguyên đại dương Broken Ridge, khu vực có địa hình hiểm trở, bao gồm nhiều mỏm núi và vách đá, có một ngọn núi lửa dưới nước và một hẻm núi ở đó. Đây là khu vực mà các cuộc tìm kiếm trước đó đã bỏ lỡ. Nó chỉ cách nơi mà công ty Ocean Infinity từng tìm kiếm khoảng 28 km. Chuyên gia Anh dự đoán máy bay MH370 có thể được tìm thấy trong nửa sau của năm 2022 dựa trên các phát hiện mới của ông. Trước chuyên gia người Anh cũng đã có nhiều người tuyên bố rằng mình đã tìm thấy máy bay MH370, nhưng mà tất cả đều thất bại vì chỉ là những giả thuyết và dự đoán thiếu cơ sở. Còn với chuyên gia hàng không vũ trụ người Anh Richard Godfrey thì ông rất tự tin với phát hiện này vì ông đã dùng những công nghệ hoàn toàn mới cho cuộc nghiên cứu của mình. Godfrey cho biết ông đã sử dụng một hệ thống công nghệ cao được gọi là truyền tín hiệu để theo dõi chuyển động cuối cùng của máy bay. Ông mô tả công nghệ này là một loạt các sợi dây ba chân hoạt động theo mọi hướng từ đường chân trời đến phía bên kia của địa cầu. Khi máy bay bay qua những dây ba chân này, tín hiệu bị gián đoạn. Sau đó ông đã kết hợp phương pháp này với dữ liệu từ hệ thống liên lạc vệ tinh trên máy bay MH370 để theo dõi chuyến bay cuối cùng của chiếc máy bay mất tích. Ông Godfrey cho rằng hai hệ thống này cùng nhau có thể được sử dụng để phát hiện, xác định và khoanh vùng MH370 trong đường bay của nó vào Nam Ấn Độ Dương. Theo báo cáo của ông, máy bay đã bị rơi khoảng 1 phút sau khi liên kết vệ tinh cuối cùng vào lúc 8:19 sáng trên Ấn Độ Dương. Sau khi phát hiện này được công bố trên truyền hình, biên tập viên hàng không Tây Úc Geoffrey Thomas đã mô tả báo cáo mới là một bước đột phá. Điều này là do vị trí MH370 được đề xuất nằm trong khu vực mà giáo sư Charita Pattiaratchi, trường khoa Hải dương học của Đại học Tây Úc, đã tuyên bố trước đó. Vậy nên rất có thể khả năng một cuộc tìm kiếm mới sẽ được tiến hành ngay sau khi báo cáo này được công bố và người ta hy vọng MH370 sẽ được tìm thấy vào năm sau. Nhà điều tra Peter Foley, người đã từng tham gia cuộc tìm kiếm máy bay MH370 của Cục An toàn Giao thông Vận tải Úc vào năm 2015, ông nói hy vọng các dữ liệu mới do chuyên gia Godfrey cung cấp sẽ giúp dẫn đến phát triển đột phá. Foley nói rằng, tôi đánh giá cao nỗ lực của Godfrey và hy vọng phát triển mới sẽ giúp dẫn tới câu trả lời cho gia đình của 239 người mất tích trên máy bay. Ngoài việc công bố vị trí chính xác của MH370, chuyên gia hàng không vũ trụ Richard Godfrey còn nêu ra giả thuyết của mình về nguyên nhân mất tích của chiếc máy bay. Ông nói rằng giả thuyết của ông về cơ bản là một vụ tấn công khủng bố do một trong các phi công thực hiện. Giả thuyết này trước đó đã bị các chuyên gia Úc bỏ, nhưng Godfrey vẫn tin vào điều này. Đó là một vụ không tặc. Theo quan điểm của tôi, đây là một hành động khủng bố. Ông còn cho biết thêm, phát biểu mới nêu bật sự cần thiết của việc khôi phục tìm kiếm ở địa điểm máy bay rơi. Có nhiều bên thứ ba sẵn sàng sử dụng thiết bị lặn không người lái để tìm kiếm ở nơi tôi chỉ ra. Trước đó nhiều cuộc tìm kiếm cũng đã được tiến hành, nhưng mà ngoài những mảnh vỡ được cho là của chiếc máy bay được tìm thấy, rải rác khắp nơi ra thì chả có chút manh mối nào cả. Người ta cho rằng nếu thực sự tất cả những mảnh vỡ được xác định đều thuộc một phần của máy bay MH370 thì có lẽ chiếc máy bay xấu số đã vỡ tan tành như pháo hoa trước khi lao xuống biển. Bởi vậy, việc tìm kiếm được xác máy bay là điều không thể. Tuy vậy, những thân nhân của 239 người trên máy bay trong suốt nhiều năm qua vẫn mong mỏi có được câu trả lời chính xác cho vụ mất tích bí ẩn này. Họ vẫn liên tục hối thúc các nhà chức trách tiếp tục mở các cuộc tìm kiếm mới dù cơ hội có mong manh tới đâu. Và với phát hiện mới của chuyên gia Richard Godfrey thì người ta lại có thêm một tia hy vọng mới. Đến đây, video xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ like và nhấn nút đăng ký để nhận thông báo khi có video mới nhất từ bọn mình nhé.